Nếu bạn là một tín đồ đam mê sống ảo thì chắc chắn không thể nào không biết đến The Brick, không gian được thiết kế tựa như khu vườn nhiệt đới, phù hợp cho những cặp đôi, hội họp bạn bè, gặp gỡ đối tác. Các món ăn tại nhà hàng mang theo hơi hướng fusion, biến tấu giữa các nguyên liệu châu Á kết hợp với lại phương pháp nấu nướng từ nền ẩm thực phương Tây. Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt bò sống tươi ngon được cắt hạt lựu, kết hợp với lại khô bò cay, rong nho và một ít caviar, tạo nên một tổng thể món ăn có nhiều tầng vị, ngọt, mặn, béo và cay, kết hợp kèm với bánh ngàn lớp mỏng giòn, tăng thêm sự mới lạ và sáng tạo trong món ăn. Ấn tượng đầu tiên của món thứ hai có thể nói đến, đó chính là mùi khói thơm nồng khơi dậy khứu giác. Phần nước sốt trong món ăn này là sự kết hợp giữa một loại nước sốt ẩm thực trong truyền thống Peru và sữa dừa. Tuy nhiên thì tỷ lệ của sữa dừa có phần lớn át đi so với các nguyên liệu khác. Hậu vị sẽ cảm nhận độ béo và vị mặn nhẹ hơn so với hương vị đặc trưng của ẩm thực Peru. Món kế tiếp thì sẽ có dư vị cay nhẹ, nhưng nổi trội nhất có thể nói đến đó chính là độ béo từ bơ và sốt trộn cùng với là thịt cua. Tỷ lệ thịt cua cho vào vừa đủ, phần thịt ăn săn chắc, khi ăn vẫn cảm nhận được hương vị đặc trưng của hải sản kết hợp với xoài làm cho món ăn thêm độ tươi ngon và dậy độ chua ngọt nhẹ. So với món bạch tuộc ban đầu thì món này sẽ có texture mềm hơn, kết hợp cùng với lại cà chua bi, bí ngòi vàng non, măng tây xanh, khoai tây vân vân. Hương vị đậm đà của bạch tuộc nướng kết hợp cùng với lại độ ngọt tự nhiên của rau củ quả, một sự kết hợp ngon miệng trong món ăn này. Còn đây là món cá hồi hun khói được cuộn với bí ngòi thái mỏng và xếp thành từng lớp, tạo nên một lớp áo đẹp mắt cho món cá. Với ai thích hương vị đậm đà thì đây sẽ là một món vô cùng phù hợp. Ăn kèm là phần sốt gạch tôm hùm hòa quyện cùng với thịt cá hồi hun khói, một món ăn tương trợ nhau mang đến một trải nghiệm khá tốt. Ngoài các món mặn ra thì mọi người còn có thể thử thêm các món tráng miệng tại đây nha. Hôm lưu đi thì trời mưa to nên hơi tiếc là chưa thể quay được toàn cảnh bên ngoài cho các bạn xem, nên có gì thì mọi người hãy đến đây để trải nghiệm, vừa được thưởng thức các món ăn vừa có không gian để các bạn có thể sống ảo. Và đây là The Brick, địa chỉ Lucy sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.